Hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game ngữ tiên kiếm Mobi ha. Ok, bản này nghe đồ hình như nhớ không lầm là nó có iOS luôn. Đó, game có 4 lát nhân vật nha. Mà hôm nay chúng ta không chơi vọng hư nữa, chúng ta sẽ chơi tiêu dao hả? Vô nào. Ok, đầu vô chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game hả anh em? Mà hình như chạy lên tới level 80-60 gì á đó. Đó, bây giờ để cho nó chạy đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server luôn. Đây, thông tin server fanpage chính thức của game Ngự Kiếm Mobi thông báo khai mở server 11 Ngự Tiên Kiếm. Thời gian open S11 vào 17 giờ ngày Chủ nhật 29 tháng 8. Link fanpage nè hả? Vào game nhận ngay VIP 11 làm nhiệm vụ đầu. Vào túi mở viên kim cương lên VIP 11 nè. Bộ code 50 triệu kim nguyên bảo không khóa, 22 triệu kim nguyên bảo khóa. Trong code tân hữu level 350 nhận hả? Là sao ta? Là level 350 mới được mở code hả? Là sao? Nhận 10 triệu kim nguyên bảo khóa khi nhập code tân thủ 2. Đây là code duy nhất nhận được khi level dưới 350. À, event like share chia sẻ nhận 2 triệu kim nguyên bảo nạp và 10 tỷ ACF. À, ok, thời gian event các kiểu nè. Ok rồi, Linh hướng dẫn nè hả, hướng dẫn về game nè. Rồi chơi được trên Mobi, Android, iOS và PC hả. Báo lỗi thanh toán Momo, ưu đãi 50% hotline nè. Linh iOS nè, Linh Android nè hả. Chị Bitcoin X10 hả. Rồi cập nhật nè, ok. Đây. Vậy là chúng ta phải lên level 60-70 rồi chúng ta sẽ nhai được cái code cái hả. Mà đầu tiên vô phải cho nó có VIP đồ đánh rồi cho nó sung hả. Đấy, quy được VIP 11. Được một bộ đồ hả. Ok, lụm hết. Rồi ở đây chúng ta có VIP 11 lụm luôn nha anh em. Ok. Rồi để bây giờ đi xin code ACF với lại quạt đó đã hả. Ok, admin gửi quà rồi nè anh em. Đây, ACF nè. Đó. Đồ cắn ACF cái lên 90. Ok, heo sẽ nhận hết ha. 10 tỷ anh em à. Ok, 10 tỷ lận. Đó. Trời, đáng nhận quà mà. Đây, 2 triệu kim cương. Kim nguyên bảo chứ. Ok. Rồi bây giờ vô sắp xếp cái túi lại mới xài được mẹ nó. Chỉnh lý lại cắn hết luôn nó. Ok, hôm giờ đó. Mà bây giờ làm sao để chuyển sinh nè. Rồi chuyển sinh cái này đang phá hư hả. Bây giờ làm sao đây, chưa có mở Ok, chưa có mở cái gì quên rồi. Cái shop.
chưa có mở cái shop nên bây giờ chả biết là nó nằm ở đâu sao mà mua. Để đi kiếm mấy cái có hình tượng nè. Đây, bấm vô đây, qua cái shop, đó. Đầu này trên shop bán cả bét cả đồ luôn nè. Đồ, hôm đấy. Ủa mà còn cái viên hồi nãy là hình nó tên gì ta quên rồi ta. Đang phá hư đúng không? Đúng rồi, đang phá hư. Đang phá hư, chúng ta có 1 triệu. Không mua được. À, kim nguyên bảo hường, đây là kim nguyên bảo khóa nè. Bà mẹ nó. Đang phá hư, đang đây. Trời, đó, mua cho 660 cái về xài cho nó đã. Bà mẹ nó. Khỏi phải đi lị đò lị tình gì ai hết hả? Chuyển sinh nè, đó. Đục, chuyển sinh cái thay đổi cục diện liền. Cái thứ ba không? Ok, không lên được cái thứ ba anh em à. À bây giờ đi nhập code nào, tới code nào. có Tân Hữu 2, vậy là chắc cái kia là chắc là có Tân Hữu 1 rồi hả? Nhưng mà ở đây có cái link code nè, đó. Bấm vô đây để chút tự nó qua, bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code. Có đâu rồi, cái phúc lợi đâu rồi, đây. Tìm lại feed code. Chắc là có feed code 1, để nhập coi. Đó, đã nhận quà, vậy là chắc có feed code 3. Đó, đúng luôn. Rồi 4, ở 4 không có, vậy là có 1, 2, 3 nha. Rồi đây nè. Đây, code 1 là chứa 50 triệu kim nguyên bảo hường, 20 triệu kim nguyên bảo khóa, 20 hộp thiên thần. Đó, code 2 là chứa đồ nè. Rồi code hỗ trợ 1 nữa nè anh em. Đồ quá trời code luôn. Mà nhập code rồi thì đồ ở đâu? Khoan, đồ ở đâu rồi? Nhưng mà bây giờ đi nhập tiếp. Hỗ trợ 1. Rồi hỗ trợ 2. Vậy là không có hỗ trợ 2, có hỗ trợ 6. Đó. À đó, hỗ trợ 1 nhập được 2 lần, hỗ trợ 2 nhập được 99 lần hả? Má nhiều quá, thôi để từ đi. Rồi có trang bị hận hội nè. Hận hội 1 tới hận hội mấy? Hận hội 8 lần hả? Ok, 1. Rồi 2 rồi, giờ tới 3. Rồi 4. Rồi 5. Rồi 6. Rồi 7. Rồi 8. Rồi 9. Ô, 9 có luôn hả? Rồi 10 có không? Ok, 10 không có. Đây mới có để 8 à. Đây code ngày nè, cái này nhập được 2 lần nè. Ok, chúng ta sẽ đi nhập hết luôn hả? Mà thấy chưa thấy có hư. Đây có hư rồi nè. Ok, có hư là tiếp tục nhập nữa. Nhập xong chút chúng ta sẽ đi nhận hết ha. Đây là có chứa con rồng xinh đẹp nữa hả? Ok, nhập được 2 lần không? Đã nhập được 2 lần luôn. Nhập được 3 lần luôn. 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần. Nhập được bao nhiêu lần vậy trời? Ok. Ui nhập quá trời luôn, má mỏi tay nha. Mấy cái code này, thôi anh em tự nhập nhiều đi hả. Trời ơi, gì đâu mà nhập hoài, nhập không hết. Code là sao? Có thiên thần. À, có thiên y. Ok, code này bị vô hiệu quá rồi hả. Thẻ này vô hiệu quá luôn. Ok. Nhận đính kèm. Nhận đính kèm, trang bị di tiên, du tiên gì nè. À, rồi, heo hiểu rồi. Cái code kia là chúng ta nhập
chưa lên được cái 300 mấy nên là chúng ta sẽ chưa có nhận được ha. À, ok ok. Rồi rồi rồi. Vậy là chúng ta sẽ chạy tạm nó cái này và ăn mấy cái hẻ này cái đã. Đó. Rồi mấy cái hẻ nào mà không dùng được thì chúng ta gắn lên level 300 mấy nha. Ủa lộn, à, đúng rồi, level 350. Đó là level 300 chuyển sinh 50 ấy. Đây, ủa lộn. Chuyển sinh 3 level 50. Đó, nói vậy cho nhiều anh em dễ hiểu. Chứ đây có nhiều người vẫn còn chưa mãi mãi cài chưa ra đâu. Ok, ok. Rồi chúng ta nhận được full quà VIP luôn nè. Ồ, má quà ngon gì vậy. Cả một con bét rồng. Vừa coi xong bộ phim gì nữa. Bà mẹ nó đồ. Có luôn con rồng hả? Đâu rồi? Quan ngoại trang quyền ảo. Hồi nãy có con rồng mà ta. Không phải con này. Ủa vậy là con nào ta? Nói chung game phi cho chúng ta quá trời đồ luôn nha anh em. À, ok ok. Đó đang rồi mấy thứ quần áo gì nè một đống luôn. Yên ngựa kỵ rồi tùm lum luôn anh em. Rồi trong shop bán cả mớ đồ nữa chứ. Chúng ta có thể cái này đấu trường. Rồi shop. Nè, shop bán hỷ thần rồi hết thần luôn nè, rồi trang bị thanh tiên rồi đó. Thời trang hả? À, thời trang anh em ơi. Đồ shop để bán luôn thời trang hả? Wow, wow, wow. Oh man, mua liền. Trời. Tiền nhiều. Thì, dấu chân hả? Dấu chân sấm sét. Ừ, thôi mua hết đi anh em. Mua để vô thì không biết là gì nhưng mà chúng ta sẽ mua hết ha. Không có bao nhiêu tiền hết à, nên mua hết đi. Mua về cắn vô thì nó cũng lên được một ít lực chiến cho chúng ta. Đồ bạo diêm. Rồi múa lân Trung Hoa nữa nè. Trời ơi dưới này còn nhóc luôn nè. Oh man. Ngoại trang, thời trang là bán hết trong shop luôn. Oh man. Rồi trang bị vòng sáng nữa hả? Đồ. Trời. Game muốn full luôn rồi anh em à. Shop bán full tất cả hả? Ok ok. Rồi có tiền là có tất cả game này nha. Đó. Chú cha ma ơi, sao mà nó phí nhiều quá. Nó phí muộn hết cái đồng này rồi. Ok, bây giờ chỉ là chuyển sinh và chạy nhiệm vụ nữa thôi anh em à. Ok, ok, rồi. Thì nhắc lại thông tin server cho anh em luôn. Anh em nào có chơi thì tải về hả? Con này hôm nè. Đây, nhắc lại thông tin server ngữ tiên kiếm Open X11 Ngự Tiên Kiếm vào 17 giờ ngày 29 tháng 8. Anh em nào có chơi thì tải về hả? Game phi một đống, nói chung là game phi gần như full đấy. Có luôn iOS và Android cho anh em nha. Ok ok. Đó, trời ơi trời, quýnh kìa. Đó, quýnh má nhìn không ra, ba nhìn không thấy luôn. Ok ok. Rồi, thôi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.